có phải cái sự kiện mà em xem live show đang trường đêm hôm đó rồi tối về em ngủ, anh nghĩ rằng đêm đó nó có nhiều cảm giác lạ lắm, Thực nó ít ra nhất là nó tạo cho em cái lửa dạ rồi nuôi một cái ước mơ, dù rằng ước mơ này nó không biết đi về đâu dạ nhưng mà vẫn cứ nuôi. Anh muốn nghe cái cảm giác đêm hôm đó sau khi vâng em xem live show, anh thích cảm giác đó. Thực ra thì em không có nhớ rõ đâu, nhưng mà em có một cái điều mà em gần như nó đi vào tiềm thức của em, đó chính là lúc nào em cũng nhớ tới cái hình ảnh mà anh đang trường đu dây. Không, thật sự tại vì cái lúc đó nhìn mọi thứ nó rất là oai phong, À bởi vì mình đứng sân khấu hát là chuyện bình thường rồi, nhưng mà cái hình ảnh mà làm gây ấn tượng nhất đó chính là cái hình ảnh mà anh đang trường hát mà vừa bay bay trên sân khấu mà vừa hát. Tại thời điểm đó nó khác như bây giờ, tất cả mọi thứ như công nghệ mà móc dây để cho ca sĩ bay nó cũng cả một cái vấn đề, Như cho vậy nên chiêu trò của ông bầu và anh Đan Trường lúc đó là cho ca sĩ vừa hát vừa đu đúng dây, rồi vừa bay lên nó cũng tạo rất nhiều cái hiệu quả cần thiết, đặc biệt là với khán giả với như Isaac một lúc cái đứa đó. đứa con nít như em thì điều đó là một cái gì đó rất là đã. Tức là không chỉ hát mà họ có thể hiện sự coi như là dũng mãnh, Dạ sự vâng một ca sĩ rất là phải nói rằng là có một cái gì đó dùng từ là hấp dẫn mình, vâng không rồi chỉ giọng hát đúng không, rồi. đúng không? Và thật sự mới nói là thời điểm đó thì em, thời điểm đó đều đến bây giờ khi em suy nghĩ lại thì em thấy rõ ràng là anh đang trường từ xưa đến giờ mỗi khi làm điều gì đều đều đưa ra những cái hình ảnh và tất cả mọi thứ nó được đầu tư rất là chỉnh chu và tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Thì đó như là cái bài học mà em dành cho em bản thân em sau này, bởi vì khi mỗi lần em làm một bất cứ sản phẩm nào thì mình phải đều nhớ tới những gì mà mình đã từng học. Học không phải là mình đến trường mình học mà mình thấy được thì mình phải áp dụng nó. Ví dụ như em muốn là mong muốn sau này khi mà mình có được một cái live show của riêng bản thân mình thì mình cũng sẽ có được những cái điều mà mình đã từng mơ ước được làm giống như anh đang trường, thể mình cũng sẽ móc dây mình bay hoặc là có những cái điều gì đó thực sự không phải là chiêu trò mà em nghĩ cái điều đó là phục vụ cho quý vị khán giả, làm sao mà người ta có được một cái buổi xem concert thật là đã mà người ta không thể quên được và nó nuôi một cái ước mơ cho những cái thế hệ sau này, ví dụ như anh đang trường đã từng giúp em nuôi ước mơ của mình. Câu chuyện của em với Đan Trường đó có nhiều người biết chưa ta? Thật sự là nếu như mà các fan hâm mộ của em á, thì cũng đều biết là em rất thích anh Đăng Trường, nhưng mà thật sự là chưa bao giờ em kể chi tiết những cái điều mà tại sao mình lại yêu thích anh Đăng Trường như vậy. Anh lại muốn nghe tiếp, đúng ra này nó hơi đi 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 nhanh về thời gian nhưng mà anh Dạ. đang thích cái hình ảnh đó, tức là sau khi em lên Sài Gòn Dạ. mãi suốt thời gian ở Cần Thơ và học 4 năm đại học Cần Thơ, thì có một ngày nào trước đó chứ hả, Dạ. em gặp anh Đan Trường bằng xương bằng thịt mà đang đứng trước mặt em, ngồi trước mặt em và bắt tay em nói chuyện với em. Em nhớ lần đầu tiên mà khi em được gặp anh Đăng Trường, thực ra mà nói là khi mà em vào Bão Số 5 đó, đến năm thứ hai thứ ba em vẫn chưa gặp anh Đăng Trường, chưa được gặp anh Đăng Trường chứ khỏi nói chỉ là diễn chung Tại show. sao? Thì thực ra thời điểm đó khi mà cái show diễn của tụi em đó, nó không may mắn là không không có những cái show cùng với anh Đăng Trường, thì cái em nhớ là cái show đầu tiên mà em được gặp với anh Đăng Trường là một cái show diễn dành cho sinh viên và do một cái nhãn hàng sim điện thoại tài trợ, thì chương trình đó tổ chức ở cái sân vận động và dành cho các bạn sinh viên đến xem miễn phí. Thì em nhớ là lần đầu tiên em được cùng đi tour với anh Đăng Trường, và cái điều đặc biệt đó chính là chính anh Hoàng Tuấn là cái người đã mời tụi em diễn trong cái show đó cùng với anh Đăng Trường. Thì đó là lần đầu tiên mà em gặp anh Đăng Trường bằng xương bằng thịt. Lúc đó tụi em chưa được đứng trong sân khấu gọi là hát chung một bài hát đâu, nhưng mà đó là lần đầu tiên mà em được gặp anh Đăng Trường ở ngoài. Và thật sự là mình nói là em bị sốc. Tại vì á, từ xưa giờ mình cứ nghĩ là ngôi sao thì họ sẽ có một khoảng cách. Và thực sự em cũng đã từng gặp rất là nhiều ngôi sao cũng khá là kiêu kỳ. Thật sự mà nói, Khoảng cách quá lớn luôn khoảng rồi. cách quá lớn trong cái khoảng thời gian mà em đi làm nghề á. Nhưng mà chính vì cái điều mà em gặp anh Đăng Trường làm em sốc, thì đến hôm nay nó giúp cho em định hình được cho mình một cái tính cách mà có thể nói là khá tương đồng với anh Đăng Trường, đó chính là một cái sự khiêm nhường. Bởi vì lần đầu tiên em gặp anh Đăng Trường á, thì chính anh Đăng Trường là cái người, khi mà hai ánh mắt chạm nhau, anh Đăng Trường là cái người cười với em trước và anh Đăng Trường là người đến chào em trước. Không phải một cái điều gọi là chào, mà anh Đăng Trường rất là lịch sự, là chào em. Thì mình lúc đó là mình em bị cứng người, em không không nói được một tiếng nào hết. Thực sự là mình lúc là bị sốc, tại vì không nghĩ là một ngôi sao lớn như vậy mà gặp một cái người đàn em mà thực sự chập chững bước vào nghề, mà anh Đăng Trường lại dành cho mình một cái sự gọi là, em không phải nói sao, là một cái sự chào đón khá là thân thiện như vậy. Cho nên là nó gây cho em một ấn tượng nó lớn. Thì em nghĩ là tại sao nên trừ một người thành công như vậy mà họ khiêm nhường như vậy, thì tại sao mình không như vậy? Thì đó chính là cái lý do mà em nghĩ là sau này khi mà em bất cứ em đi diễn bất cứ show nào hay là mình gặp bất cứ khán giả nào, mình cũng đều dành cho một sự thân thiện. Thì chính anh Đăng Trường là một ảnh hưởng rất lớn với em. Tiếp tục có một tính cách thứ hai mình đã phát hiện, đúng không? Dạ. Rõ ràng một cái hình ảnh của một ca sĩ đi trước mà nó đẹp thì tạo thế hệ đi sau cũng sẽ đẹp như vậy. Dạ Rồi vâng. sau Isaac, vài năm sau, vài chục năm sau, một số các bạn thần tượng Isaac cũng học từ Isaac những tính cách đó.
Như vậy sau lần đó em với anh Đăng Trường có một lần nào ngồi nói chuyện riêng uống cà phê hay là cứ như vậy đi? Thật sự là có, là càng tiếp xúc với anh Đăng Trường thì tụi em càng quý mến anh nhiều hơn. Tức là sau cái đợt đó thì tụi em có nhiều lần hợp tác với anh Đăng Trường. À, gần đây nhất thì có một cái sự kiện khá đặc biệt, đó chính là tụi em quay một cái phóng sự về miền Tây cùng với anh Đăng Trường, thì anh Đăng Trường mời cái nhóm 365 để quay cái phóng sự đó. Thì ngoài những việc quay chung thì có những buổi ăn anh em vẫn ngồi chung với nhau, mà thực sự càng nói chuyện thì em càng thích cái tính cách anh Đăng Trường, bởi vì thấy cái cách không chỉ anh đối xử với tất cả những cái khán giả và người đàn em trong nghề, mà ngay cả với những ekip của mình, những cái người mà hoạt động cho mình, những người làm việc cho mình, anh Đăng Trường đều dành một cái sự gọi là rất là lịch sự, rất là lịch thiệp, và dành cho họ một cái tình cảm có thể nói là rất là chân thật. Em nghĩ đó là một cái điều khá lớn, bởi vì một người nghệ sĩ khi mà trên sân khấu biểu diễn họ tỏa sáng bao nhiêu thì ở phía sau lưng họ có rất là nhiều những người ngày đêm có thể nói là lo tất cả mọi thứ, có thể mất ăn mất ngủ để cho họ có một hình ảnh thật tuyệt vời trên sân khấu.